đạo diễn Minh Kim Thành qua đời. Ngày 9 tháng 2, China Times đưa tin, Minh Kim Thành, đạo diễn phim thần tượng nổi tiếng Đài Loan qua đời ở tuổi 51 vì đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim. Nam nghệ sĩ được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi phát bệnh, nhưng không qua khỏi. Tin buồn được vợ Minh Kim Thành xác nhận với truyền thông. Vài năm trở lại đây, sức khỏe Minh Kim Thành gặp nhiều vấn đề. Nghệ sĩ bị trầm cảm sau khi trải qua hai biến cố liên quan đến chuyện tình cảm và gặp khó khăn trong sự nghiệp. Anh phải tạm dừng công việc trong ngành nghệ thuật để vực dậy thể chất lẫn tinh thần. Thông tin Minh Kim Thành qua đời khiến dư luận Đài Loan bàng hoàng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương tiếc với nam đạo diễn. Anh lên chức cha vỏn vẹn 19 ngày đã sớm ra đi. Đầu tháng 1, vợ chồng Minh Kim Thành đón con gái sinh đôi sau 5 năm kết hôn và trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo vất vả tốn kém. Minh Kim Thành là đạo diễn phim truyền hình có tiếng ở Đài Loan. Anh khởi nghiệp với vai trò diễn viên vào năm 2002 nhưng không được chú ý. Sau 2 năm chật vật, Minh Kim Thành quyết định lui về hậu trường và gặt hái nhiều thành công. Tác phẩm nổi bật của anh có thể kể đến như Khu Vườn Bí Mật, Nữ Hoàng Tình Yêu, Tuổi Thiếu Niên, Thượng Đế Xe Duyên, Mông Ga Yao Hui. Năm 2017, Minh Kim Thành kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí, kém anh 6 tuổi sau 2 năm hẹn hò.